chiều nay mình đi làm về mình đón Su với Liam về ha. Bây giờ Su với Liam đang đi ngoài sân chơi nè. Liam đạp xe. Hello, chào các bạn, chào cô chú đi con. Su đang đòi xe của anh hai á. Su mới biết đi được mấy ngày nhưng mà Su rất là thích đi. Chiều về là Su đi dạo ngay này nè, Su thích lắm. Kênh của con là cái gì? Liam at and Grab hả? Liam nó à Su té. Không sao, Su đứng dậy nào. Giỏi. Su đi đang khám phá nền đất. Đừng có vô đất chứ Su. Su lại bị té nữa rồi. Thôi Su đứng dậy đi nào. Su đứng dậy nào, giỏi. Su chưa biết nói nhưng mà Su hiểu hết á. Su đang đi theo CN2 mà giờ thấy cái nền đất cho nên là bây giờ thích khám phá nền đất rồi. Chiều về là Su thích đi này nè. Hai là dắt tay cho Su đi hai. Liam nó thích chạy xe đạp. Chiều nó thích chạy xe đạp vậy á. Còn Su là giờ nó đi khám phá. Coi thử khám phá gì kìa. Su đi đâu đấy? Su ơi. Su đi đâu đấy? Su đi vặn nước ha. Đừng có vặn nước chứ. Su đi vặn nước nè. Đó. Rồi Su nó đang ngồi đó vặn nước nè. Bận lắm. Nên mẹ vòng đi chỗ khác nha. Su ơi, đi nè, đi thôi. Đây nè. Bận hết tay rồi. Đứng dậy nào. Giỏi. Bây giờ Su... thôi hai dắt tay em đi nào. Ông nó chết trong đây nè. Thôi vậy giờ hai dắt tay em đi nè, dắt ra. Lắm. Hai dắt em ra phía đây hai. Con lớn nó còn sống nữa. Hai dắt tay em đi đi nào. Bây giờ anh hai bằng mới chịu nè. Ôi chú cha. Anh hai bằng em lên ghế ngồi à. Su lại tiếp tục đi nè. Su thích đi ra cửa. Su thích đi ra cửa. Su đi á, Liam nó chạy theo. Su đang ngồi xuống á. Su múa đi. Su múa đi nè. Su múa cho mẹ xem nào. Su múa nào. Mỗi lần mà nói là Su múa là Su lại lắc lư cái đầu rồi Su múa nha. Su múa giỏi nha. Lắc
lư cái đầu nào. À thôi Xuân nhảy tít cô đi, tít tít cô tít cô. Tít cơ tít cơ. Xuân đang nhảy tít cơ á. Xuân nó thích đi xuống dưới. Để xuống dưới nó tự nó đi rồi cho nó không thích bồng, anh hai bồng rồi nó không có cho. Đó, Xuân thích chạy đi chơi vậy á. Anh hai bồng là Xuân không có thích đâu. Thôi đừng có bồng em. Đi âm đừng có bồng em con. Giờ bà Xu bà đi lại chỗ cái vòi nước nữa nè. Mỗi lần mà chị thích lấy cái gì vậy là chị phải lấy cho bằng được thôi. Đó. Ôi trời ơi, sao nè với Xu vậy he. Sao hai nè với Xu vậy à. Ôi dạ. Xu đánh mẹ nè. Ôi trời ơi, Xu đánh mẹ. Xu bắt chước này. Xu ơi đau vậy. Xu ơi. Xu ơi Xu, à, Xu lại vòi nước nữa. Xu đã chú ý cái vòi nước rồi. Bây giờ là Xu vì thích lại vòi nước thôi. À. Anh hai sợ Xu tới vòi nước là anh hai lại bồng em kìa. Trời ơi, bồng em thương chưa. À, Xu lại vòi nước nữa nè. À, Xu lại vòi nước, Xu phé nước nè. Anh hai lại bồng. Thôi bồng em vô nhà con, đi giờ đi vô nhà này, vô nhà nấu cơm ăn. Chiều rồi, bây giờ tối rồi. Bây giờ là 6 giờ kém 5 buổi chiều rồi các bạn. Mình đi làm về, xong rồi mình đón hai nhỏ về, rồi bây giờ ra về xong mình chơi với tụi nó chút xíu. Bây giờ thì vô nhà nấu cơm ăn. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Anh Xu nó đòi mình bồng nè, mình đang bồng Xu, còn Liam thì đang đạp xe. Bây giờ mình đi nấu cơm. Nấu cơm để lát hãy cho Liam nè, anh nó đi học tiếng Anh ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem vlog của mình, đó là mẹ Xu 8X. Thì kênh mẹ Xu 8X của mình thì mình sẽ quay những cái video về sống, rồi về nấu ăn, và mình quay làm DIY, tức là mình làm thủ công ha. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn nha.